áp dụng quy định mới về điều kiện tách sổ đỏ cho con. Căn cứ khoản 1 điều 45 và khoản 1, khoản 2 điều 220 luật đất đai số 31/2024/QU15 tách thừa để chuyển nhượng, tặng cho một phần thừa đất cho con cần đáp ứng các điều kiện sau. Đến có giấy chứng nhận sổ đỏ, sổ hồng, đến trong thời hạn sử dụng đất còn thời hạn, đến đất không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan có thẩm quyền trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm 6 diện tích, ranh giới đang tranh, chấp thì phần diện tích, ranh giới còn lại không tranh chấp của thừa đất đó được phép tách thừa. Đến việc tách thừa phải đảm bảo có lối đi, được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, đảm bảo cấp, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thừa đất ở chia thừa đất có đất ở và đất khác trong cùng thừa đất để làm lối đi. Khi thực hiện việc tách thửa không phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích đất để làm lối đi đó, đến đáp ứng được điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Hãy nhấn like và theo dõi Nguyễn Văn Hành mỗi ngày.